Xin chào, hôm nay tôi thí nghiệm đem một chú cá cá hút bé con mới được giải cứu về để vào chuồng gà của một chú cá cá lông ngược đã trưởng thành. Thì các bạn thấy đó, gái cá con cảm thấy sợ hãi và đã chủ động tấn công lại gái cá lớn cũng như là con gà muốn tiếp cận nó. Thí nghiệm này để tôi chứng minh cho các bạn thấy gái cá không bao giờ tấn công con người nếu không cảm thấy bị sợ hãi. Ở nước ngoài, có người bị gái cá tấn công là do người ta thấy tò mò muốn tiếp cận nên mới bị nó cắn. Là do chúng bị con người làm cho hoảng sợ, chứ bản tính gái cá rất hiền hậu. Và mỗi khi sợ, chúng đều muốn tấn công hơn là phòng thủ. Đó là lý do khiến loài vật này được xem là anh hùng huyền thoại chuyên ăn thịt cá sấu.